xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để học lại bản SCP của bản Class. Sau khi chúng ta thay thế cái bản SCP này trên con Mitsubishi 30214. Đối với dòng Mitsu này thì con 96 Pro nó có thể tự động nhận diện số binh. Để học lại bản Class, chúng ta vào Control Unit. Chúng ta chọn vào phần động cơ API GD Diesel. Sau đó chúng ta chọn vào xem đọc lỗi của nó, thử đang báo lỗi gì. Hiện tại xe đang báo lỗi U1101. Vì mã lỗi này trên Mitsu là mã lỗi liên quan tới các mạng giao tiếp CAN bus của các hộp điều khiển trên xe. Thì mã lỗi này nó không liên quan đến cái van SCV. Thì khi chúng ta thay van SCV vào thì xe nó sẽ bị tình trạng đó là guarantee bị hỏng, nhưng trên máy thì nó không báo lỗi. Để khắc phục được tình trạng này thì chúng ta cần phải vào học lại cái van SCV để guarantee nó trở lại bình thường. Để học lại van SCV, chúng ta vào Special Function và chọn vào Initialization để thực hiện cái thao tác học lại cái van SCV. Tiếp tục chúng ta chọn vào cái phần Supply Perm Exchange Service. Chúng ta nhấp OK để học lại với bạn SCV này thôi. Hẹn hỏi chúng ta xác nhận lại một lần nữa và chọn OK. Thì quá trình học lại bạn SCV đã hoàn tất. Sau khi chúng ta học lại hoàn tất xong rồi thì chúng ta sẽ đổ máy lên và để độ không tải tầm 3 đến 5 phút. Và trong cái thời gian đó thì chúng ta thử nhồi ga một vài lần để guarantee nó nổ